Minh Đường Tử Vi hân hạnh chào đón các bạn. Chúc các bạn xem video vui vẻ. Bước sang tuần mới, công việc tốt lành, vạn sự hạnh thông, thành công rực rỡ và hạnh phúc ngập tràn. Sau đây, mời các bạn đón xem tử vi chi tiết tuần mới của 12 con giáp từ ngày mùng 9 tháng 11 đến ngày 15 tháng 11 năm 2020. Đầu tiên, mời các bạn đón xem tử vi tuổi Tý tuần mới từ ngày 9 tháng 11 đến ngày 15 tháng 11 năm 2020. Xem tử vi tuần mới này đối với bạn tuổi Tý á, cho chúng ta thấy là với bạn tuổi Tý lúc này đang muốn lười biếng một chút thì cũng đừng quên rằng chỉ sự chăm chỉ mới giúp cho bạn gặt hái được những thành quả giá trị mà thôi. Ngoài ra, bạn mệnh tuổi Tý cũng nên quan tâm để giải quyết công việc đang còn dang dở chúng vẫn có thể gây ra những rắc rối cho cái thời gian tới nếu như bạn cứ thờ ơ bạn tuổi tí nhá Trong tuần mới này, đối với bạn tuổi tí, những ngày đầu tuần, bạn đang phải đối mặt với tỷ kim chiếu mệnh. Cái điều này cho thấy, với bạn tuổi tí, đang có phần suy nghĩ bi quan, nhưng thực ra, càng về cuối tuần, thì mọi việc lại càng thuận lợi với bạn. Vì thế, dù thế nào đi nữa, với bạn tuổi Tý, đừng có hy, đừng có ngừng hy vọng và cố gắng, bạn mệnh sẽ sớm tìm được niềm vui cho mình thôi. Còn về cái phương diện tình cảm của bạn tuổi Tý trong tuần mới này, con đường tình duyên của bạn đang có phần không được sáng sủa cho lắm trong tuần mới khi với bạn cứ mãi cố chấp xem mình là đúng mà không muốn lắng nghe lời khuyên từ người khác. Một trong mối quan hệ hai người cần phải biết tín lui cho phù hợp. Quan trọng là dành thời gian để hiểu và thông cảm cho nhau chứ không phải là để chứng minh tôi giỏi hơn và tôi đúng hơn trong mọi việc bạn tuổi tí nhé. Chưa kể có sự xuất hiện của Bách Việt chiếu mệnh chủ về đào hoa vì vậy với bạn tuổi tí cần phải cẩn thận đây là cơ hội có người thứ ba xuất hiện khiến cho bạn mạnh và người ấy khó hàn gắn nếu như cứ giận dỗi căng thẳng mãi như thế này nữa. Vì thế, đôi bên đừng có giận nhau quá lâu và phải tìm mọi cách để hàn gắn càng sớm càng tốt, nếu không với bạn tuổi tí sẽ phải hối hận vì cái điều này nữa bạn tuổi tí nhé. tử vi tuổi Sửu tuần mới từ ngày mùng 9 tháng 11 đến ngày 15 tháng 11 năm 2020. Xem tử vi tuần mới này đối với bạn tuổi Sửu, cho chúng ta thấy là về cái vận trình tình cảm của bạn tuổi Sửu đang có nỗi buồn trong đó, nhưng bạn đừng vì thế mà không chịu mở lòng Cuộc sống quá ngắn ngủi để cho bạn tuổi xỉu có thể nghỉ ngợi hay là trần trừ hay là loay hoay lựa chọn. Vì vậy, bạn hãy để cho sự mạnh dạn và quyết tâm của bản thân mình một con đường mới mà tín bước bạn tuổi xỉu nhé. Tuần mới này, đối với bạn tuổi xỉu, bạn cũng đang có dự báo có nhiều sự cố xảy ra dù trong tuần bạn kiểm soát được nhưng bạn vẫn vất vả và khá tốn kiếm về thời gian nữa có thể thấy với bạn tuổi xỉu sẽ không có tâm trạng dành cho các mối quan hệ xã hội trong tuần mới này. Tuy nhiên, đời sống nội tâm của bạn thất thường cũng đem lại cho bạn những suy nghĩ không mấy tích cực trong mọi việc. Mà rõ ràng, việc không đáng phải lo nghĩ, bạn cũng đang nghĩ ngợi nhiều đó. Và với bạn tuổi xỉu trong tuần mới này, đang gặp thương quan xuất hiện cái điều này làm cho bạn cũng đang có điểm báo qua những sai sót khiến cho bạn tuổi xỉu phải nhận hậu có. cái vận trình tài lộc của bạn tuổi xỉu trong tuần cần phải quan tâm và rà soát lại thời gian tới để không vướng phải nợ nần chồng chất, bạn mệnh nên cắt giảm những chi tiêu không cần thiết và biết cách vui chơi hợp lý nữa bạn tuổi xỉu nhé. Trong tuần mới này, đối với bạn tuổi Sửu, bạn cũng đang gặp sao thiên cậu chiếu mệnh là hung tinh, cho nên với bạn tuổi Sửu đang có điểm báo thị phi điêu bám, có thể có ai đó đang đơm đặt chuyện về bạn tuổi Sửu trong tuần nữa. Nếu có thể, bạn mệnh tuổi Sửu nên lên tiếng với hỏi bạn thân nếu có ai đó đang không hiểu chuyện về tình hình tài chính của bạn tuổi Sửu nữa nhé. Từ vi tuổi dần tuần mới từ ngày 9 tháng 11 đến ngày 15 tháng 11 năm 2020. Xem tử vi tuần mới này đối với bạn tuổi dần cho chúng ta thấy là cái quân đường tình duyên của bạn mệnh tuổi dần rất đáng mong đợi khi những mối tình lãng mạn có thể chớm nợ giữa bạn tuổi dần và một người bạn quyên biết mới đây nữa nhé thời gian này với bạn tuổi dần cũng khá phù hợp cho các cặp đôi để có thể làm mới tình yêu của cả hai thông qua những chuyến du lịch thú vị nữa và với bạn mệnh tuổi dần trong tuần mới cũng hứa hẹn nhiều niềm vui khi với bạn đã chuẩn bị khá nhiều kế hoạch cho những trải nghiệm mới với mình tuy sẽ có một số việc không như ý nhưng cuối tuần với bà tuổi dần thì kết quả chung rất đáng khiên và bà tuổi dần bạn thu về khá nhiều kinh nghiệm hay hoa cho mình nữa rồi. Bên cạnh đó, trong tuần mới này đối với bạn tuổi dần, bạn cũng đang gặp được thiên ấn xuất hiện vào giữa tuần là tốt để cho bạn tuổi dần thực hiện những cái sự sáng tạo và lợi thế của mình trong công việc nữa nhá và với bạn tuổi dần, nếu có cơ hội thì bạn đừng có bỏ qua vì cơ hội không đến với những người không dám nắm bắt nó và bạn đừng có quên cái điều đó. Bạn mạnh tuổi dần, hãy mạnh mẽ lên và thành quả sẽ mỉm cười với bạn. Trong tuần với bạn tuổi dần cũng đang có được sao thiên đức chiếu mệnh dự báo cho bạn đang được ghi nhận trong công việc có cơ hội để thăng quan tín chức phát tài phát lộc trong thời gian này là rất cao với bạn. Các nhiệm vụ của bạn mệnh tuổi dần trong tuần được hoàn thành xuất sắc khi bạn biết sắp xếp cũng như là lên kế hoạch cho mọi việc từ trước. Rất chi là khoa học nữa rồi bạn tuổi dần nhé. Từ vi tuổi Mão tuần mới từ ngày 9 tháng 11 đến ngày 15 tháng 11 năm 2020 Xem tử vi tuần mới này đối với bạn tuổi Mão cho chúng ta thấy là về cái vận trình tình cảm của bạn tuổi Mão đang có được báo hiệu tình duyên của bạn bước vào giai đoạn cực kỳ là đẹp khi các cặp đôi dù là mới yêu hay là trải qua thời gian cũng có được hạnh phúc ở bên nhau nhé và với bà tuổi mão có thể thoát khỏi cái lối mòn cũ kỹ mà có được trải nghiệm mới trong những cái buổi hiền hòa đầy tươi mới với mình với những ai đang còn độc thân thì nét quyến rũ của bạn cũng sẽ có cơ hội được tỏa sáng trong tuần mới này còn về cái phương diện công danh sự nghiệp của bà tuổi mão trong tuần mới này có khá nhiều việc đòi hỏi bản mệnh phải tập trung để xử lý trong tuần may là với bạn tuổi mão đủ mạnh mẽ và đủ năng lực để vượt qua dễ dàng thử thách do sự chuẩn bị của bạn khá chi là kỹ càng trong thời gian vừa qua nữa nhé tuần mới này đối với bạn tuổi mão tâm trạng của bạn cũng liên tục thay đổi lên xuống nhưng may mắn là cuối tuần với bạn đang gặp được chính quan chiếu mệnh giúp cho bạn mạng bạn mạnh tuổi mão vững tin trở lại và có được cân bằng và chuẩn bị tinh thần cho một tuần mới thuận lợi hơn ngay sau đó nữa. Tuy nhiên, trong tuần mới này, đối với bạn tuổi mão, bạn cũng đang gặp bạch hổ hung tinh xuất hiện, cho nên bạn đang có điểm báo trong nhà có thể có người bị tai nạn hoặc là có sự cố gây bất lợi cho sức khỏe của người thân hoặc là chính bạn. Vì vậy, với bạn tuổi mão, nếu như quá mệt mỏi hay là căng thẳng thì bạn mệnh nên nghỉ ngơi. Việc cố làm gì đó quá sức sẽ không đảm bảo cho kết quả mà bản mệnh nhận lại cũng không được như ý nhé. Từ vi tuần mới của bạn tuổi thìn, từ ngày 9 tháng 11 đến ngày 15 tháng 11 năm 2020, xem tử vi tuần mới này đối với bà tuổi thìn cho chúng ta thấy là nhắc nhở bà tuổi thìn đừng để cho những vướng bận tình cảm làm ảnh hưởng tới những quyết định của mình có thể vì hai người đang có mâu thuẫn cho nên với bà tuổi thìn dễ nóng tính và bịch bực bội ở trong người tuy nhiên nếu như bà tuổi thìn suy nghĩ mọi thứ tiêu chiều hướng tích cực thì bạn mệnh sẽ nhận ra đối phương có nhiều ưu điểm hơn là khuyết điểm mà bạn nên học cách bỏ qua và tha thứ cho lỗi lầm của họa nữa nhé. Và tuần mới này đối với bạn tuổi thìn, bạn thường xuyên trải qua cảm xúc lên xuống thất thường. Một số người có thể cảm thấy sợ hãi khi phải chia sẻ quan điểm và ý kiến của mình. Vì vậy, trong lúc mọi người đang lên ý tưởng thì với bạn tuổi thìn hãy xây dựng không khí cởi mở hơn. Điều này sẽ giúp cho toàn đội gặt hái được nhiều kết quả tích cực. Và trong tuần mới này đối với bạn tuổi thìn cũng có một số rắc rối do bạn tự tạo ra bởi đang gặp thiên quan xuất hiện từ đầu tuần báo hiệu cho bạn tuổi thìn cần phải cẩn thận và tránh xa những rắc rối, đừng bỏ qua những dấu hiệu nhỏ nhặt. Chúng sẽ giúp cho bạn mệnh tránh được những cái lỗi lầm lớn, những hậu quả không đáng có có thể xảy ra với bạn. Và trong tuần mới này đối với bà tuổi thìn, cá tinh xuất hiện mang lại tín hiệu tốt cho bạn tuổi thìn trên con đường tài lộc của mình. Tài chính bản mệnh lúc này đang có được dấu hiệu khởi sắc một cách rõ ràng. Và với bạn tuổi thìn, nếu như có thể thì bạn nên hỗ trợ ai đó đang gặp hoàn cảnh khó khăn hơn mình. Những hành động nhỏ của bạn sẽ giúp đỡ được rất nhiều người trong cái thời gian khó khăn này với họ đối bạn Tử thìn nhé. Từ vi tuổi tỵ tuần mới từ ngày 9 tháng 11 đến ngày 15 tháng 11 năm 2020. Xem tử vi tuần mới này đối với bạn tuổi tỵ cho chúng ta thấy là cái vận trình tình cảm của bạn tuổi tỵ trong lúc này bạn đang cảm thấy cô đơn trong cái mối quan hệ tình cảm hiện tại. Thực ra cái chuyện tình cảm sẽ đòi hỏi sự kết nối cảm xúc mạnh mẽ giữa cả hai người. Tuy nhiên, với bạn tuổi Tỵ, bạn nên thảo luận với đối phương trong trong cái thời điểm hiện tại này nhé. Có thể cách thể hiện cảm xúc của người ấy không giống bạn mệnh mà thôi. Và tuần mới này đối với bạn tuổi Tỵ sẽ thực sự là một khoảng thời gian thư giãn đúng nghĩa sau những ngày làm việc mệt mỏi với bạn. Và với bà tuổi tỵ sau những giờ làm việc mệt mỏi, bạn có thể về nhà mà không phải điêm theo công việc để dành thời gian nhiều hơn cho những cái mối quan hệ quan trọng trong cuộc sống của mình. Bạn mệnh tuổi tỵ hãy lấy lại vị trí của mình trong hội bản thân cũng như là rút bộ gánh nặng bấy lâu và tận hưởng cái thời gian vui vẻ cùng những người mà mình yêu mến nữa. Đây cũng là thời điểm để cho bạn tuổi tỵ có thể thử sức mình với những khía cạnh khác mà gặp gỡ với những người thú vị hãy không ngừng khám phá để có thêm những trải nghiệm mới mẻ với mình nữa nhé. Tuy nhiên, với bà tuổi tỵ trong tuần mới này cũng đang gặp đại hao, chủ về hao tài tốn của và tuần này bản mệnh tiêu pha khá chi là nhiều tiền hơn so với những tuần trước. Có thể là với bà tuổi tỵ muốn thể hiện với mọi người để chi tiêu tiền cho những việc không đáng có, không cần tỏa ra mình là người sung túc đau bà tuổi tỵ nhé. Thế nào thì mọi người cũng biết cả rồi đó bà tuổi tỵ nhé. Từ vi tuổi ngọ tuần mới từ ngày 9 tháng 11 đến ngày 15 tháng 11 năm 2020. Xem tử vi tuần mới này đối với bạn tuổi ngọ cho chúng ta thấy là với bạn tuổi ngọ bạn đang có những cái điểm báo xáo trộn trong chuyện tình cảm của mình khiến cho bạn tuổi ngọ phải suy nghĩ, suy tư nhiều nữa. Có thể vì một câu nói vô tình nào đó của người ấy mà làm cho bạn tuổi ngọ nhận ra vị trí của mình trong lòng họ không được như mình vẫn nghĩ. Bạn mệnh muốn xem xét lại cái mối quan hệ trước khi quyết định nên bước tiếp hay là dình dừng lại nữa đó có một vài quyết định của bạn tuổi ngọ trong tuần mới này sẽ bị lung lay. Bạn mệnh cảm thấy việc phải làm hài lòng một số người đang cản trở con đường phát triển của mình và muốn bứt khỏi nó. Tuy nhiên, bạn đừng có vội trốn chạy khỏi những cái mối quan hệ quan trọng của mình nhé. Vận trình tài lộc của bạn tuổi ngọ trong tuần mới này về cơ bản là ổn định và lúc này bạn mệnh tuổi ngọ có thể nâng cấp những cái vật dụng mang tính chất cần thiết nếu như sử dụng lâu dài thì đầu tư tiền bạc cho xứng đáng vẫn là một quyết định khôn ngoan với bạn. Trong tuần mới này, đối với bà tuổi ngọ cũng đang chịu ảnh hưởng của tiểu hao xuất hiện. Cái điều này cho thấy với bà tuổi ngọ có thể phải chi tiêu tiền cho những khoản trong tuần. Và bạn cũng đừng có chủ quan cho rằng việc đó không đáng bởi. Đến lúc cộng dồn tiền lại sẽ là một khoản khá lớn ảnh hưởng tới ngân sách, tài chính của bạn mệnh hiện tại. Và lời khuyên của chúng tôi dành cho bạn tử ngọ là bạn hãy lên kế hoạch chi tiêu cho cụ thể, rõ ràng, tránh hoang pha hoang mang, hoang phí khi tiền bạc thất thoát quá nhiều bạn tử ngọ nhé. Từ vi tuổi mùi tuần mới từ ngày 9 tháng 11 đến ngày 15 tháng 11 năm 2020. Xem tử vi tuần mới này đối với bạn tuổi mùi cho chúng ta thấy là cái vận trình tình cảm của bạn tuổi mùi không được như ý, có những thứ tưởng đã tốt nhưng nay nhận ra với bạn đã hiểu lầm rồi. Những bạn đang quản độc thân trong tuần mới này đừng có vội vàng quyết định có thể những điều bạn mệnh thấy chỉ là bề ngoài họa không thực lòng yêu nhiều đến như vậy đâu đối bạn tuổi mùi nhé. Tuần này đối với bạn tuổi mùi sẽ có những điều mà ai đó nói ra có thể khiến cho bạn tuổi mùi phải nghĩ ngợi, thậm chí là phải cố gắng thể hiện theo cách mà bản thân mình không mong muốn. Và đây là hoàn toàn không phải là giải pháp tốt với bạn nữa nhé. Với bạn tuổi mùi trong tuần mới này cũng cần phải có sự chủ động độc lập riêng của mình trong cuộc sống thay vì để cho bản thân dựa dẫm vào bất cứ cảm xúc của người nào đó, người nào khác xung quanh mình nhé. Dù có lúc thuận lợi, khi có lúc khó khăn trong tuần, nhưng niềm vui của bạn tuổi mùi trong tuần này thực sự là trọn vẹn ở cuối tuần khi mà bạn có được cái sự chia chở của thực thần hỗ trợ cho bạn. Và với bạn mệnh tuổi mùi, không chỉ tìm được niềm vui cho mình mà còn nhận được sự giúp đỡ của cả người lạ nữa. Và trong tuần mới này đối với bà tuổi mùi cũng đang chịu ảnh hưởng của ngũ quỷ hung tinh xuất hiện. Cái điều này làm cho bà tuổi mùi đang có điểm báo những nỗ lực của bạn sẽ không được đền đáp xứng đáng. Thực ra bản mệnh tuổi mùi nên xem xét lại việc và nên dồn hết tâm, dồn hết sức cho công việc của mình. Khi mà công việc của bạn đang còn giang dở Đừng có bộ dở công việc dựa chừng Lại bị cấp trên nhắc nhở Nếu không muốn tốn công vô ích Thì bạn hãy cẩn thận Và khôn ngoan hơn trong lựa chọn Hơn là dựa vào vận may bạn tuổi mùi nhé Từ vi tuổi thân tuần mới Từ ngày 9 tháng 11 Đến ngày 15 tháng 11 năm 2020 xem tử vi tuần mới này đối với bạn tuổi Thân á cho chúng ta thấy là cái vận trình của bạn tuổi Thân đang gặp được chính ấn xuất hiện từ đầu tuần mang lại tín hiệu tốt cho cái côn đường công danh sự nghiệp cho bạn tuổi Thân và với bạn tuổi Thân bạn có được sự tự tin để thể hiện tài năng trong lĩnh vực của mình nữa rồi hơn thế nữa bạn mệnh tuổi Thân cũng đang không ngừng nỗ lực cho mục tiêu hứa hẹn sẽ được đền đáp xứng đáng với mình. Về cái phương diện tình cảm của bạn tuổi thân trong tuần mới này, cái chuyện tình cảm của bạn có được nhiều sự khởi sắc và lúc này hứa hẹn sẽ trở thành trung tâm của mọi bữa tiệc trong tuần lễ mới với bạn. Điều đó cũng đồng nghĩa với sự lôi cuốn của bạn tuổi thân đạt đến đỉnh cao và chỉ cần một ánh mắt cũng khiến cho ai đó thầm thương trộm nhớ bạn nữa rồi những nhiệm vụ phức tạp đã lùi lại sau lưng và đây là tuần mới để cho bạn mệnh tuổi thân có thể thư giãn và tận hưởng cũng như là lập ra những cái kế hoạch dài hơi hơn cho tương lai của mình và với bà tuổi thân bạn cũng đừng quên nạp năng lượng sau một khoảng thời gian mệt mỏi bởi vì nhờ thế tinh thần với bạn trở nên dễ chịu hơn rất chi là nhiều trong tuần mới này với bà tuổi thân cũng đang có được thái âm cát tinh hỗ trợ rất nhiều cho bạn, mang lại cho bạn mệnh một tuần mới với nhiều điều thuận lợi. Tuy nhiên, về phương diện tài lộc của bạn tuổi thân trong tuần mới này lại chưa thực sự được khởi sắc như bạn thường mong muốn. Và niềm vui hạnh phúc trong những việc mình làm, tiền bạc không phải là cái mối quan tâm hàng đầu với bạn tuổi thân cho nên cũng không lo lắng nhiều nhé. Từ vi tuổi Dậu tuần mới từ ngày 9 tháng 11 đến ngày 15 tháng 11 năm 2020. Xem tử vi tuần mới này đối với bạn tuổi Dậu cho chúng ta thấy là với bạn tuổi Dậu cần phải chuẩn bị sẵn sàng mọi thứ để khởi động một tuần mới đầy rực rỡ với mình. Và với bạn tuổi Dậu, bạn tự tin hơn bao giờ hết và sẵn sàng cho những cái hoạt động mới mẻ có những người hứa hẹn sẽ có một màn lột xác ngoại mục đầy mới mẻ về kiểu tóc, cách trang điểm hay là cách ăn mặc ăn mặc nữa rồi. Tuy nhiên, đến cuối tuần với bạn mạnh tuổi dậu sẽ trở nên nhạy cảm hơn khi nhận ra một số mộng tưởng của bạn đang khác xa hoàn toàn so với thực thế. Và con đường tình duyên của bạn tuổi dậu trong tuần mới này cũng phát triển khá chi là êm đẹp các cặp đôi sẽ chia sẻ thời gian bên nhau nhiều hơn. Trong khi đó, đối với những bạn đang quản độc thân sẽ thu hút được những đối tượng khác phái hoàn toàn với chính bản thân mình. Trong tuần này, đối với bạn tuổi dậu cũng do ảnh hưởng của dịch mã, cho nên với bạn tuổi dậu phải thường xuyên di chuyển, không được ngồi in một chỗ quá lâu. Có thể có ai đó cho rằng với bạn tuổi dậu vất vả, nhưng thực ra đây là việc bạn yêu thích vì bạn mệnh không thích sự đơn điệu của cuộc sống nếu làm một việc lặp đi lặp lại mỗi ngày nhé. Và trong tuần mới này, đối với bạn tuổi dậu, bạn cũng chỉ hết lô về tiền bạc khi ở vào thời điểm cuối tuần. Quan trước đó, bạn cũng khá chi là vất vả khi phải xoay sở mọi việc khi ảnh hưởng của thiên quan chiếu mệnh gây ra. Mọi việc về cơ bản nằm trong tầm kiểm soát của bạn tuổi dậu nhưng đừng vì lo lắng quá khiến cho mọi thứ trở nên rối tinh lên bạn tuổi giàu nhé. Từ vi tuổi tuất tuần mới từ ngày mùng 9 tháng 11 đến ngày 15 tháng 11 năm 2020. Xem tử vi tuần mới này đối với bạn tuổi tuất cho chúng ta thấy là với bạn tuổi tuất ít khi cảm thấy được thoải mái, thế nên bạn tuổi Tuất sẽ tỏ ra hết sức thận trọng khi trao đổi với mọi người, với mong muốn không muốn tiếp tục diêu rắc những đánh giá sai lầm, không đúng đắn về bản thân mình nữa. Dường như đây là cái thời gian mà bạn mệnh tuổi Tuất sẽ nghỉ ngơi không ít để có thể tự tháo gỡ những khó khăn vướng mắc mà mình đang gặp phải. Những cảm xúc liên quan đến chuyện tình cảm vốn đã chôn giấu bấy lâu nay sẽ khiến cho bạn tuổi tuất rơi vào vòng xoáy tiêu cực và bạn trở nên u ám hơn thường lệ nhé. Và với bạn tuổi tuất, bạn cũng đừng có sợ hãi mà hãy để cho bản thân mình cảm nhận chúng. Đôi khi trong cuộc sống buồn một chút cũng chẳng sao cả. Niềm vui và nỗi buồn của bạn mệnh tuổi tuất trong tuần mới này chỉ là như nhau. Vì vậy, không tìm được niềm vui trong mối quan hệ sẽ tìm niềm vui trong việc kiếm tiền bạn tuổi tuất nhé nhân khi với bà tuổi tuất trong tuần mới này đang cốt được chính tài xuất hiện vào giữa tuần và với bà tuổi tuất nên tìm cách để gia tăng thu nhập cho bản thân mình nếu với bà tuổi tuất cứ ủ rũ quá lâu sẽ không nhận thấy cái dấu hiệu tốt mà sao thái dương mang lại cho bạn sẽ giúp cho bạn dẫn đường chỉ lối để bạn nên biết làm gì trong công việc cũng như là cải thiện chuyện tình cảm của mình nữa sẽ có những thứ bạn mệnh tuổi tuất tự như là không tốt nhưng thực ra rất có lợi cho sau này của bạn nữa bạn tuổi tuất nhá từ vi tuổi hợi tuần mới từ ngày 9 tháng 11 đến ngày 15 tháng 11 năm 2020 Xem từ vi tuần mới này đối với bà tuổi Hợi cho chúng ta thấy là cách vận trình tình duyên của bạn tuổi Hợi đang có điểm báo không được êm đẹp cho lắm và với bạn tuổi Hợi trong tuần mới này có phần hướng nội hơn trước và chỉ muốn dành thời gian cho bản thân hoặc là những người mình thực sự yêu thích do đó bạn mệnh tuổi Hợi nên tận dụng thời điểm này để sắp xếp lại toàn bộ cuộc sống của mình. Với bà tuổi hợi, bạn chỉ muốn đắm chìm trong thế giới của riêng mình, dù bên ngoài vẫn tỏa ra vui vẻ, thoải mái khi tương tác, nhưng thực tâm bạn mệnh chỉ muốn khép kín lòng mình mà thôi. Đừng để cho những cảm xúc cá nhân tác động quá nhiều tới những hành động của mình bạn tuổi hợi nhé. Trong tuần mới này, đối với bà tuổi hợi, bạn cũng đang gặp sao thái tuế là hung tinh xuất hiện, có thể tác động lên bề ngoài khiến cho bạn tuổi hợi có phần bi quan, thiếu động lực. Nhưng cách bạn phản ứng với nó mới thực sự là quan trọng. Do đó, với bạn tuổi hợi, đừng khiến cho bản thân mình tự phá hủy tuần mới vui vẻ của mình bằng việc nhận định thiếu khách quan, nhất là trong môi trường công sở bạn tuổi hợi nhé. Đầu tuần với bạn tuổi hợi sẽ đối mặt với những rắc rối, thế nhưng đừng có quá lo lắng vì cuối tuần khi bạn đang có được thiên tài xuất hiện hỗ trợ cho bạn tuổi mới hợi về vấn đề tiền bạc cũng là lúc bạn mạnh tuổi hợi tìm được niềm vui và động lực cho mình. Nếu nhận sự giúp đỡ của ai đó thì chớ có quên lời cảm ơn đối với họ bạn tuổi hợi nhé. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video clip. Chúc các bạn vui vẻ và có nhiều may mắn thành công trong tuần mới. Xin chào và hẹn gặp lại.